Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Trong lịch phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe tiếp Thiên Sáo Mậu Ngại Cô Tô thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người hãy luôn ủng hộ cho Lâm Gia Thái Bảo bằng việc truy cập và nhấn like trang Facebook Lâm Gia Thái Bảo. Huy luôn để đường liên kết ở trong phần mô tả của những video truyện. Xin cảm ơn rất nhiều. Mậu Ngải Cô Tô, tập 6. Anh Hùng lấy cuộn da, rồi thận trọng mai bụng A Kha Chinh lại bằng sợi vải thổ cẩm, vái lại mấy cái rồi đem cuộn da ra ngoài. Anh Hùng kêu anh Thông đem lại một chút nước. Anh bốc một nắm tro xá lợi cho vào chai rồi rửa tay, sẵn tiện rửa luôn cuộn da. Da trâu không thấm nước, không sợ chữ bị nhòe đi, vì chữ là được xăm lên. Bên trong có hai cuộn da, một cuộn có gói theo một thứ trông giống như cây thước hàng hải mà những nhà thám hiểm dùng trong thời kỳ thám hiểm tìm ra châu Mỹ. Thước có hai phần, một phần bán nguyệt trông như cây thước đo độ, một phần còn lại trông như cây thước Ikea. Bên trên có gắn hai cái ống tròn nhỏ, soi vào thì thấy như ống nhòm, nhưng kính quá bé không nhìn được gì. Một đầu của phần thước đo độ có gắn sợi dây dội như mấy ông thợ hộ hay dùng để canh cho tượng thẳng đứng. Phần da còn lại thì không có gối gì cả. Anh Hùng lật cuộn da không gối gì bên trong ra đọc thử xem coi có phải hàng thật hay không. Đọc được một đoạn, anh mới giật mình nói: Người giết là A Kha Đạt đó. Anh Hùng thuật lại, chính xác là A Kha Chinh định bán đứng gia tộc A Kha. Nguyên do là vì ông ta chán nản cái chuyện trốn chui trốn nhủi. A Kha Chinh là hậu duệ của A Kha Thiết, trong khi A Kha Đạt là hậu duệ của A Kha Đồ. A Kha Chinh định bắt tay với thần tài. Mặc dù lúc đó Tăng Phật Long chưa bị bệnh, nhưng cây ngải đó cũng đã mang giá trị liên thành. Số tiền thu về trong phi vụ này dư cho A Kha Chinh sống một cuộc đời vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, nếu đem lên, khác nào phá vỡ quy tắc của gia tộc. Gia tộc A Kha sẽ chịu cảnh bất đắc kỳ tử khi hoa của trời bộc phát. A Kha Đạt biết chuyện thì nổi giận đùng đùng, cho rằng A Kha Chinh là một tên tâm thần. Trong đêm tìm tới chỗ A Kha Chinh, một chưởng lấy mạng ông ta. A Kha Đạt sau đó nhờ tới Tứ Miếu để lập ra thiên la địa võng quanh mộ của Tích Lĩnh. Để tránh hậu quả về sau, A Kha Đạt bỏ luôn việc truyền lại bản đồ dẫn tới chỗ A Kha Thiết. Ông cũng quyết định tự sát đi, cất giấu cái bí mật này lại. Thực ra ban đầu A Kha Đạt định đốt luôn tấm bản đồ, nhưng có một người bạn trong Tứ Miếu nói rằng như vậy quá uổng phí, chưa biết chừng về sau tộc A Kha lại cần tới hoa của trời. A Kha Đạt khi ấy gần như hóa điên, ông ta luyện nạp linh đến tẩu hỏa nhập ma. Nghe xong kiến giải của Tứ Miếu, cảm thấy cuộc đời bỗng chốc vô vị, mới đâm đầu xuống vực mà tự sát đi. Anh Hùng kể tới đó thì thở dài, nói A Kha Đạt làm vậy khác gì chuyện A Kha Chinh đem cuộn da đi bán đâu. Cuộn da cuối cùng cũng không được truyền thừa lại cho thế hệ sau. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. A Kha Đạt mới chính là một tên tâm thần, khi đẩy tộc của mình vào chỗ chết. Thay vì dẹp bỏ tự ái, ấm ức mà chết một mình là được rồi, đằng này còn để lại một cái ung nhọt. Rốt cuộc mấy người khùng hay nghĩ mình tỉnh táo nhất? Tôi cũng đồng ý với suy nghĩ đó của anh Hùng. Anh Thông đứng trầm tư, lát sau anh mới hỏi: Đại ca, anh nói người lập ra cái mộ này là Tứ Miếu hả? Trong đó có nói họ là ai không? Anh Hùng lật cuộn da đọc thêm một đoạn nữa, thì anh nói là cuộn da có nêu sơ qua. Tứ Miếu là một nhóm nghệ nhân tồn tại song song với Lục Lâm. Họ không biết về Lục Lâm, nhưng Lục Lâm có ghi chép về họ. Chi tiết thì cần phải tìm trong thư viện của Trần gia. Cơ bản Tứ Miếu là bốn nhóm nghệ đã thất truyền: hành hương gồm những người đi trộm mộ, thương hộ gồm những người chuyên chở, lỗ bang gồm những người đi xây nhà, quan thiết gồm những người làm hồn. Tôi nghe xong thì bảo: Ủa anh, mấy cái nghệ đó bây giờ vẫn còn mà, sao bảo thất truyền chứ? Không, ngành nghề của Tứ Miếu á, có thể ngày nay vẫn còn, nhưng mặt hàng của họ luôn là những thứ đặc biệt, ví dụ như xác người chẳng hạn. Ý anh là họ được A Kha Đạt thuê để làm ra thiên la địa võng.
Ngẫm lại mày thấy có hợp lý hay không? Tôi ngẫm lại theo lời anh Hùng, quả nhiên thấy vừa khớp. Thương Hộ nhận nhiệm vụ chuyên chở xác đến chân núi Tà Bà. Lỗ Bang phụ trách làm bẫy trập ở ngoài cổng mộ và xây nhà tròn. Quan Thiết thì lo phần khâm liệm bên trong mộ tháp. Ủa, vậy thì nhóm Hành Hương có trọng trách gì trong cái kèo làm ăn này? Chẳng phải anh Hùng nói cái mộ này làm ra để khắc chế năng lực của họ hay sao? Họ là trộm mộ mà. Tôi hỏi thì cả anh Hùng và anh Thông đều lắc đầu. Trong cuộn da chỉ ghi sơ qua như vậy, muốn biết thì chắc phải gọi hồn A Kha Đạt vậy. Mà ông nhảy xuống vực chắc chết mất xác rồi. Cuộn da cùng cây thước đo kỳ lạ đó cũng lấy xong, chúng tôi quay trở ra. Nhà tròn đã sập, cơ bản đường ra chẳng có gì để kể. Lúc đi ngang qua vọng lâu, thủy ngân đã ngập cao. Anh Thông leo lên nóc nhà, quăng dây qua vọng lâu để đi. Lúc leo lên, lũ con tiện hình con nít lại tra đuổi chúng tôi. Vừa đu qua xong thì một góc vọng lâu cũng đổ sụp xuống, đúng theo tôn chỉ của Lục Lâm là đi tới đâu phá tới đó. Cảm thấy anh Hùng nhìn mà cứ tiếc đứt ruột. Đám chúng tôi vừa nhảy xuống thì lại lo cắm đầu cắm cổ chạy khỏi lũ ma rừng. Đến chỗ tảng đá bịt lối thì ra nó cũng có một cơ chế tiêu độ để mở ra, chỉ là nằm ở nhiều vị trí mà thôi. Anh Hùng đập cái ấn tiêu độ của cánh cổng đá, nó vừa mở ra chúng tôi leo lên trên ngay. Chẳng muốn nấn ná với cái mộ nạp lên quán nhai xương người không nhả ra này thêm một chút nào nữa. Cái làm cho chúng tôi hoảng nhất là lúc quay về làng, bởi vì tôi thấy hướng đó có khói. Tôi và anh Hùng cùng với anh Thông nhìn nhau đầy ngơ ngác, chẳng biết dưới chân là sỏi đá hay dốc lên dốc xuống gì cả. Chúng tôi cứ cắm đầu chạy mà không biết mệt. Về tới làng thì thấy cả bốn ngôi nhà sàn đều đã bị thiêu trụi. Bé Vi và Hân Gà mặt mày lấm lem, dính đầy tro, đang khó nhọc bế mấy đứa bé ra ngoài. Chính giữa ngôi làng có một cái dáng hình nhỏ nhoi đang quỳ trên hai đầu gối, tay bưng mặt khóc lên thúc thích. Người đó là A Kha Vũ. Tôi chẳng còn nghĩ được gì khác nữa. Lúc vào tiếp bé Vi, tôi nhớ mình cũng đã chảy nước mắt ra, giống như ông trời, giống như A Kha Vũ. Chúng tôi ngồi quanh A Kha Vũ, lão đang hai bàn tay vào nhau, cùi chỏ dựa lên đầu gối, người khom lưng, gục mặt. Làng Chăm không có thiệt hại về nhân mạng, nhưng cả một giá trị văn hóa đã bị thiêu rụi đi. Chẳng còn tay vịn cầu thang, chẳng còn mộ cát, chẳng còn vải thổ cẩm. Những con người bần thần, đầy sợ hãi, ngồi thành từng nhóm nhỏ. Lâu lâu giữa trừng khuya lại vang lên tiếng khóc nỉ non. Tôi muốn cất tiếng lắm, nhưng nói cái gì bây giờ? Người có thể lên tiếng duy nhất là Vi. Vi kể lúc đang nằm ở ngoài võng, tứ phía bỗng nhiên bừng cháy lên. Em ấy chẳng cảm nhận được một chút khí tức nào cả. Gỗ nhà sàn đã khô và cũ nên bắt lửa rất dễ. Mặc dù hồi chiều có mưa nhỏ nhưng chẳng thấm tháp vào đâu. Vi nhảy xuống, miệng gọi A Kha Vũ. Lão ta cùng với em ấy thi triển rất nhiều chiêu thức, nhưng hỡi ơi, trên núi cao tìm đâu ra nguồn nước dồi dào. Lúc dập được lửa thì làng cũng đã bị thiêu sạch. Vi nói giữa lúc mà lửa đớp lên nóc nhà, con người la hét. Em ấy thấy bóng dáng một ông thầy chùa đi phớt ngang qua giữa đám người đang chạy loạn, rồi bỏ lại một tờ giấy. Chúng tôi chụm đầu vào đọc. Tờ giấy viết là: đầu sống, chống chết. Tôi giật mình. Cái câu này nghĩa là đầu hàng thì sống, mà chống cự thì chết. Anh Hùng hỏi: em có nhận ra ông lão đó không? Vi lắc đầu. Lúc đó ông đứng ngược lửa, lại thêm đang hoảng loạn, em lo cứu mấy đứa nhỏ trước à. Anh Thông hình như sực nhớ ra cái gì đó. Chẳng lẽ là bác Bãi Sâm, Viễn Từ đại sư hay sao đại ca? Ông cũng là thầy chùa đó. Một người từng cứu mạng tao với mày mà mày nói như vậy. Với lại ông chết rồi, không sợ ông quở mày sao? Lúc đứng trước cửa đá tiêu đồ á, mày nói hay lắm mà. Nhưng mà cậu hai có nói gì? Lúc này A Kha Vũ mới chịu lên tiếng. Không phải Bảy Sầm đâu. Kẻ làm chuyện này chắc có liên quan tới Tăng Phật Long. Có khi là một tên sát thủ còn lại hắn thuê đến đây để dằn mặt lão đó. A Kha Vũ nói tới đó thì quay đi. Chúng tôi mặc dù muốn bàn tiếp, thấy ông ta như vậy cũng bỏ qua ý định ấy. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh,
lũ trẻ nheo nhóc không nhà không cửa đang nấp mình vào những người trung niên. Vợ của A Ca Vũ chạy đôn đáo lo cho từng người. Nhìn khuôn mặt đầy khắc khổ của bà ta, tôi chỉ muốn đến tìm ngay cái tên chó già Tăng Phật Long mà môi trụt hắn ra mới hả dạ thôi. Nhưng tôi biết làm như vậy là chơi dại. Lúc này anh Hùng chợt đứng lên. Anh bước tới chỗ A Kha Vũ, ánh mắt anh khép hờ, trong đó cũng sôi lên một ngọn lửa giận dữ. Anh nói bằng chất giọng rất nhẹ: "Ông à, ông có tin con hay không?" A Kha Vũ nói mà không quay đầu lại. "Tin thì sao, mà không tin thì sao chứ? Con có nơi này cho gia tộc của ông ở tạm, nhưng ông phải tin con trước." A Kha Vũ cười lên bất lực. "Bây giờ lão đâu còn lựa chọn nào ngoài giờ tin mấy đứa cháu chứ. Tiệt là hỏi thừa mà." Anh Hùng chỉ cần nghe nhiêu đó, anh móc điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia bắt máy. Tôi nghe giọng nói rất quen nhưng không nhớ ra được đó là ai. Nói chuyện được khoảng 10 câu, anh Hùng tắt máy đi, quay sang nói với A Kha Vũ: "Ngày mai đó, khi trời hừng sáng, sẽ có người đến lo nơi ăn chúng ở cho dân làng." "Ai mà chống được Long Đế chứ." "Thế lực này á, chấp mấy Long Đế cũng không sợ đâu." A Kha Vũ chợt quay mặt lại, nhìn thẳng vào anh Hùng, rồi lướt ánh mắt qua cả bọn tôi. Phía trước lão là một anh hùng cương quyết, lạnh lùng nhưng đầy tin cậy. Sau lưng anh lại có thêm chúng tôi. Chẳng ai thắc mắc gì khi anh Hùng nói như thế cả. Chúng tôi đều biết Hùng bonsai nói được làm được. Đêm đó chúng tôi gom hết liều tra cho dân làng ngủ. Còn dân Lục Lâm lang bang chúng tôi bà đâu ngủ đó, không phải lo. Việc cấp trúc là phải dịch cuộn da. Bây giờ dẫn dân làng đi tìm chỗ ngủ, chỉ sợ tốn thêm thời gian. Anh Hùng quấn một cái áo quanh cái đèn pin, giảm ánh sáng của nó lại, chỉ đủ để đọc nội dung bên trên. Đề phòng vẫn là trên hết. A Kha Vũ cùng Vi ngồi đọc, lát sau cả hai người mới giải thích. Thì ra lăng mộ A Kha Thiết là một loài thực vật khổng lồ tên là Mandala. Nó cũng là một cây ngải. Nó đào đất bên dưới Cô Tô, ngày đêm dịch chuyển liên tục. Mộ A Kha Thiết không nằm ở một chỗ nào cố định cả. Đó là nguyên do có bới cả cái núi cũng không tìm ra được cổng mộ. Để tìm được nó cần phải leo lên đỉnh cao nhất của núi Cô Tô, dựa vào cái đồng hồ sao để định vị hoa của trời. Đồng hồ sao là cái thước đo kỳ lạ mà bọn tôi đem lên chung. Nguyên lý sử dụng chỉ cần đặt thước đo lên điểm cao nhất trên núi, soi ống nhắm đúng vào sao hôm, thường xuất hiện vào lúc sáng sớm, thì đầu kính còn lại sẽ soi đến điểm của Mandala đang dừng chân. Nghe xong tôi thấy hơi ngờ ngợ. Điểm cao nhất đó là ở đâu? Liệu có bị thời gian tàn phá hay không? Cốc đặt như thế nào? Vậy với một khoảng cách xa như vậy, sai một ly là đi mấy chục cây số. Anh Hùng nói ngày mai A Kha Vũ và Vi sẽ đi chợ Xẻng An Giang mua một số món đồ cần thiết. Anh và những người còn lại ở đây chờ nhóm người cứu hộ khi lên lo sắp xếp chỗ ở. Đến tối chúng tôi chia nhau ra thành hai nhóm. Tôi, anh Hùng và Vi một nhóm, anh Thông và A Kha Vũ một nhóm, nhắm hai hướng Cô Tô mà leo. Nhóm của anh Thông sẽ leo lên từ công trường khai thác đá, nhóm của anh Hùng là từ hộ Ô Thâm. Trong quá trình leo, chúng tôi phải hạn chế dùng ấn, chú và quẻ, càng ít dùng càng tốt, kể cả phụ. Vì chỉ cần phát khí quá lâu, đám Long Đế biết được là hỏng hết. Chưa kể còn có một năm cốc, chưa biết theo phe nào. Anh Hùng nói ngày mai sẽ đi mua thêm pháo sáng. Nếu lỡ một nhóm bị bắt thì bắn pháo sáng lên để nhóm kia biết đường, lúc ấy thì tìm kế giải cứu. Việc đọc bản đồ rồi bàn kế hoạch kể ra thì ngắn, nhưng nãy giờ cũng đã hơn một tiếng. Chúng tôi xuất phát xuống mộ Tích Lĩnh là 11 giờ đêm, lúc lên khỏi mộ là 1 giờ rưỡi sáng. Hiện giờ đã gần 3 giờ sáng. Thú thật thì nãy giờ tôi không có ý kiến, cứ để cho mấy người có đầu óc như quái vật này bàn thôi. Tôi có để ý, trong lúc bàn bạc Vi hay liếc sang A Kha Vũ, không phải kiểu liếc giận dỗi mà là nghi ngờ, đề phòng. Khi tan họp, anh Hùng chia nhóm ra gác đêm. Tôi là người gác ca đầu tiên. Chỗ ngồi gác tôi chọn khá là cao. Tôi khai thiên hổ leo lên một ngọn cây. Một là có thể nhìn bao quát, hai là bên trên có cả một bầu trời sao.
Tôi thấy dải ngân hà trải dài vô tận, những vì sao lấp lánh lung linh, lấp ló sau những cụm mây mỏng. Bây giờ đến sáng thì vẫn còn hơn 5 tiếng đồng hồ, nhưng mỗi giây trôi qua, tôi lại thấy trong lòng mình nỗi bất an dâng lên theo. Ngày mai mọi chuyện sẽ ngã ngũ ra, chúng tôi sẽ đi về đâu? Cả một quá trình chuẩn bị, từ Ngọc Liêm trong Thiên Lâm Thành đến lúa ma của tộc Cô Lỗ, từ việc gặp A Kha Vũ cho đến đi đào mộ A Kha Chinh để lấy bản đồ, liệu chúng tôi có toàn mạng trở ra hay không? Cảm giác trong tôi rất là rõ ràng, càng muốn nghĩ khác cũng không được. Đó là một áp lực đè nát cả đôi vai, áp lực của một cuộc đại chiến. Cảm giác bất an cứ dâng lên không ngừng này, thực tình tôi chẳng thể nào dừng lại được. Tưởng tượng như bản thân sắp trải qua một cơn ác mộng lớn nhất trong đời, trong lòng tôi cứ nao nao như có một trận gió lớn kèm theo bụi cát, mỗi lần thổi ngang qua thì nội tạng cứ lồng lộn cả lên, cảm giác cát cắt vào đau nhức muốn buồn nôn. Chẳng hiểu sao tôi lại thèm được ngã lưng vào chiếc ghế xoay văn phòng sau khi giải ngân xong được đám hồ sơ. Lúc ấy tôi vẫn còn làm ngân hàng. Sau mỗi ngày mệt mỏi nhưng hoàn thành hết công việc, tôi được quyền thở phào nhẹ nhõm, đi ngủ mà chẳng lo nghĩ nhiều. Còn bây giờ chỉ còn tiếng thở dài ngao ngán mà thôi. Chỉ mới đây thôi, tôi còn là một thằng nhân viên công sở, sáng thức dậy đúng giờ để đi làm, tối về tụ tập uống vài chai bia, khuya đến thì ngã lưng ra ngủ khò. Vậy mà bây giờ tôi đã là Lục Lâm rồi hay sao? Thay vì thức đúng giờ, tôi muốn thức giờ nào cũng được. Thay vì những buổi nhậu đêm, tôi chui xuống mộ rồi bị ma quỷ rượt đuổi. Thay vì chiếc nệm êm và cái quạt mái, tôi nằm trên một nhánh cây đón gió trừng. Tôi nhắm mắt lại, những đánh đổi ấy liệu có xứng đáng hay không? Ngày đầu đi với anh Hùng, tôi cứ tưởng đời mình chỉ tràn ngập những chuyến đi khám phá, đâu ngờ đâu lại dính vào ân quán Lục Lâm như thế này. Tất cả chỉ nhờ vào một cái thiên hộ phù của ông nội tôi để lại. Nghĩ kỹ lại, tôi cũng không phải là Lục Lâm nửa mùa. Thiên hổ một tay che mắt đời, tay còn lại vung vuốt vả sắp mặt bất cứ đứa nào dám cản đường tôi. Thế nhưng khi mất đi thiên hổ, tôi cũng chỉ trở lại là một thằng nhóc lơm cơm không có tiếng nói. Phía sau tôi còn có gia thế của ông nội, nhưng như thế thì sao chứ? Tất cả vẫn chỉ là một chuỗi ê hề bí mật bị úp vào trong cái lòng bàn, nhìn thấy lờ mờ nhưng chẳng hiểu được bên trong có chứa thứ gì. Ông nội à, ông rốt cuộc là người ghê gớm đến cỡ nào? Nhìn con lúc này, ông đang thấy thất vọng lắm phải hay không? Tôi vẫn chưa thoát khỏi cái ý nghĩ mình đang làm đúng hay sai của bản thân. Tôi cứ tự nhủ rằng con người chỉ có hối tiếc chuyện mình không làm, chứ không hối tiếc chuyện đã làm. Nhưng cho dù có không làm hay đã làm, chẳng phải đều không thể thoát khỏi bánh xe của số phận hay sao? Lúc đó thì hai chữ hối hận cũng đâu còn mang ý nghĩa gì nữa. Mỗi điều xảy đến lúc này đều là một cánh cửa đang rộng mở trước mặt tôi, dẫn tôi tới những điều mới mẻ. Câu hỏi đặt ra là tôi có muốn bước chân vào hay không? Lỡ như tôi chọn sai con đường, có khi nào tôi trở thành một kẻ không có đường lui như Sáu Nghĩa Lục Lâm Đen ở Kiên Lương hay không? Gió lạnh, tay chân mỏi trả trời, đầu óc tôi thì lan man cả chục suy nghĩ như đơm đớm đêm tháng 3. Nhìn thấy con nào cũng sáng, nhưng khi nhoài người nhảy lên bắt thì mới phát hiện ra ánh sáng đó vốn tỏ là vì trời đêm. Lúc nắm trong tay rồi, nó lại trở về với vẻ mờ ảo. Tôi trở mình, cơ thể kêu lên báo động. Những dấu hiệu sổ cơ do hoạt động quá mức với mộ tích lĩnh bắt đầu xuất hiện ra. Tôi thở dài, nhớ về chuyến đi lúc nãy. Khi mất đi thiên hổ, tôi hoàn toàn vô tích sự, trở về là một thằng bét bảng như xưa. Tôi buồn quá, Tiêu Tiêu ngủ lúc nào không hay. Gió lướt qua mái tóc tôi mát rượi. Không hiểu sao khi đứng giữa cái ranh giới sống chết lúc bấy giờ, trong lòng tôi dâng lên một khoái cảm. Tôi chỉ đang tự chất vấn mình mà thôi. Tôi chưa hề hối hận. Tôi khẽ mỉm cười, như anh Hùng kể về lần đầu tiên anh ngồi trên lưng con cá sấu tiến vào trong rừng tràm Trà Sư,
tôi cũng đã xác định được hướng đi của đời mình. Chát một cái, ai đó tán đầu tôi, đào điếng, làm tôi nhớ tới Tú Linh da diết. Mở mắt ra, tôi hy vọng thấy được khuôn mặt của chế đẹp. Nhưng tiếc thay, người đó lại là anh Thông. Anh Thông rạy tôi: "Trực đêm cái gì á mà ngái lớn nhất trong đám. Anh nằm ở dưới, ngoài tiếng gió thì còn nghe tiếng ngái của mày đó. Mai mà anh thức để gác đêm giùm mày nè, không thôi bị cha hùng la rồi." Tôi nhìn kỹ lại, anh Thông cũng leo lên cây, đang ngồi trong tư thế chồm hổm ngay sau lưng tôi. Tôi chỉ biết cười trừ, đêm qua vừa mệt cơ, nằm xuống lại thêm suy nghĩ mệt đầu, ngủ lúc nào không hay. Tôi hỏi: "Vi đâu rồi anh?" Vi cái đầu mày, mở mắt ra là Vi. Tao với anh Hùng với con Hân Gà chắc chết hết rồi ha. Nó đi chợ sẻn ra khâu vũ từ sớm rồi. Đợi mày thức chắc nó đẻ con với thằng khác luôn quá. Anh Thông la tôi, nhưng vì cái giọng xéo sắc đơn đớt chí tổ làm cho tôi buồn cười thêm. Tôi nói: "Thôi đi đánh răng rửa mặt coi." Tôi phóng xuống dưới, anh Thông hình như ở lại quan sát cái gì đó. Tôi phóng nhanh quá nên chưa kịp hỏi. Tôi đánh răng xong thì nghe tiếng của Vi dậy, vẻ mặt em ấy buồn rười rượi, bước đi ủ trũ, sau lưng còn có A Kha Vũ. Tôi thấy vậy thì phun vội đống nước đang ngầm trong họng ra, lau miệng rồi bước tới hỏi: "Ủa sao vậy em?" Vi nhìn tôi, sẵn tiện nói luôn cho anh Hùng nghe: "Tôi nói dàn hàng bao vây chợ sáng cho anh à, nỗi bất xuất ngoại bất nhập." "Vậy bây giờ tính sao?" A Kha Vũ mới chen vô: "Lão mua được một chút trò xa lợi, chơi dài miếng dạy liệm thôi. Cái này là nhờ tới bốn nguồn đó, lại là nguồn không quen biết. Nhiều đây thôi là 5 cây vàng đó." "5 cây vàng hả?" Tôi hét lên mà không thể tin vào tai mình. Bao nhiêu thứ đồ cỏn con đó mà hơn 200 triệu đồng sao? A Kha Vũ nói: "Là do ảnh hưởng của cỏ tép đó. Đồ này là mình bị ép giá do thông tin về mộ A Kha Thiết bị rò rỉ ra bên ngoài. Đành chịu thôi, không làm khác được." Anh Hùng nhìn cho xá lợi ít ỏi cộng thêm với một vài miếng giải liệm mà A Kha Vũ kiếm được thì không khỏi lắc đầu. Số tiền đó anh Hùng nói muốn chia lại phần nào cho lão, nhưng lão từ chối. Lão bảo chuyện gia tộc của lão để lão tự lo, giờ này rồi chẳng cần tiền bạc, chỉ mong hết bệnh thôi. A Kha Vũ nói xong thì bỏ đi. Sau đám cháy đêm qua, lão không còn niềm nở nữa, đi đứng không dám ngẩng cao đầu. Cũng không trách lão được. Tôi nhìn quanh, nãy giờ lo đánh trăng với chuyện của chợ sẻn của Vi mà không để ý, dân làng đâu hết rồi, cho còn Hân Gà nữa. Tôi hỏi Vi, Vi nói từ sớm đã có người điện cho anh Hùng. Anh Hùng nghe điện thoại xong thì cùng A Kha Vũ dẫn mọi người xuống núi. Vi hỏi anh nhờ ai vậy thì anh không nói. Anh bảo chuyện này chỉ để anh và A Kha Vũ biết thôi, còn chúng tôi khi có duyên sẽ được gặp. Tôi trề môi, đúng là anh Hùng, cứ úp úp mở mở, bây giờ có cài miệng thì ông cũng không nói đâu. Biết vậy nên tôi nhún vai cho qua. Cả ngày hôm đó chúng tôi chỉ nghiên cứu sa bàn. Anh Hùng đắp một cái mô hình núi Cô Tô bằng cát, cùng với cảnh quan xung quanh núi gần như đúng tỷ lệ. Dĩ nhiên là do A Kha Vũ hướng dẫn từng cái vách núi, khe vực, vồ đá. Sa bàn được làm xong, anh Hùng cùng A Kha Vũ và Vi lập kế hoạch tập kích. Tôi nhìn sơ qua thấy chẳng khác gì sa bàn trong quân đội. Cả ba người bọn họ nghiên cứu các chiến thuật, cách hội quân, phương án rút lui. Ôi thôi đủ thứ hầm bà lặng, tôi nghe mà nhức cả đầu. Hồi tối đã bàn một lần, bây giờ bàn lại thêm nữa. Tôi với anh Thông chẳng khác nào hai con mèo đang ngồi chỏ mỏ chờ cho ăn. Lần này đấu với Tứ Dữ, không thể không chuẩn bị được. Nghiên cứu chiến thuật xong xuôi thì cũng gần 3 giờ chiều. Tôi ngồi muốn mòn cả đích luôn. Anh Hùng lấy lượng tro xá lợi của mình ra, còn chắc khoảng một nhúm nhỏ, hợp chung với tro xá lợi 5 cây vàng của A Kha Vũ thì vừa đủ thoa lên 3 cây dao đi rừng. Ngặt cái đội có tới 5 người, phân chia làm sao bây giờ? Lúc ấy anh Thông mới nói: "Thôi thôi đại ca, em đó giờ không có quen xài dao, bây giờ có vuốt sối rồi, dăm 3 cây dao cùi này á, anh với sắp nhỏ cứ giữ mà xài đi." Anh Hùng tán đầu anh Thông cái bóp vì cái tội thầm xàm ba láp. A Kha Vũ cũng nói: "Lão thì dùng nạp linh, lúc cấp bách có thể phát kình khí âm, không sợ bị phát hiện.
Ba cây dao này ba người nên xài đi. Anh Hùng cũng hiểu được điều đó nên không câu nệ. Anh phát cho tôi một cây vì một cây. Nói là dao đi rừng, nhưng thật ra là cái thứ mà tôi thấy giang hồ hay xài, là mã tấu. Nó là một mảnh thép được mài nhọn một đầu, nặng chừng 1 kg, dài 4 tấc, có đôi chỗ hoen gỉ đi. Tôi cầm dao bung lên thử, thấy vừa nhẹ vừa thuận tay. Anh Hùng lúc này mới nhấn mạnh thêm một lần nữa, đó là chúng tôi không được dùng pháp chú hoặc là khai phụ. Nếu dùng sẽ bị những cao nhân như Nam Cốc hay Tăng Phổ Hiền phát hiện ra ngay. Anh Hùng mới quay qua Sa Bàn, chỉ cho tôi và anh Thông thấy. Đỉnh cao nhất của Cô Tô gọi là đỉnh cấp 1. Hướng tiếp cận dễ dàng nhất chính là hai ngã mà anh Hùng chọn đêm qua. Một là hồ Ô Tum, hai là công trường khai thác đá. Thú thực còn có một cái đường bộ hướng từ hồ Xoài So đi lên, nhưng đi đường đó khác nào lại ông tôi ở buổi này. Trên Sa Bàn, anh Hùng hướng dẫn một số cách di chuyển trong rừng. Vì núi Cô Tô thực chất là một núi đá, có ngàn vạn tảng đá to nhỏ xếp chồng lên nhau, cho nên trên đường đi sẽ gặp vô số hàng đá, đi không cẩn thận bị lọt xuống dưới, kiếm đường lên rất là khó. Chưa kể nếu sớ rớ sụp chân có thể què giò gãy cẳng, khỏi săn lan đập miễu gì luôn. Cô Tô lại có nhiều loại cây tán trọng, không thăm dò kỹ từng bước chân có thể sẽ bị kẹt vào khe đá. Lúc đó cưa chân thì đừng có khóc. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Miễu hay đám lông đế thì còn có thể chạy được, chứ gặp mấy tai nạn như thế này thì chắc kèo là đi về. Tôi hỏi anh Hùng, mấy giờ mình xuất phát anh? Khoảng chiều tối, lúc chập choạng đó. Bây giờ mọi người tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. Vì nói thêm là buổi sáng hành sự không thuận tiện, chúng tôi hiện giờ không còn bị trượt đuổi như đợt đi Trạm Chim nữa, nên cũng có thể coi là khá thoải mái cái chuyện nghỉ ngơi. Anh Hùng nhìn chúng tôi một lượt rồi phát cho mỗi người một hạt lúa thiên ma. Chúng tôi ai nấy cũng quấn chặt nó lại bằng vải, cột vào thắt lưng ngang hông. Nếu thấy mộ A Ca Thiết, anh Hùng dặn là cứ chui vào ngay. Chúng tôi cứ thế lây quay dặn nhau đủ điệu, tưởng như nói mãi không bao giờ hết. Hôm nay là một ngày nắng nóng, bên trên trời trong veo, gió thổi vi vu nhẹ nhẹ. Đứng trên sườn núi nhìn xa ra thấy rừng cây xanh một dãy đang đu đưa theo điệu múa của thiên nhiên. Cảnh vật đẹp như vậy, sao tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu đi. Năm giờ chiều, chúng tôi ai nấy nai nịch gọn gàng, theo chân A Ca Vũ di chuyển đến mé lòng đường xuống chùa Khmer. Anh Hùng xuống dưới lấy xe ba gác của Hân Gà, chúng tôi chui tọt xuống dưới sau xe. Anh Hùng lấy tấm bạc phủ lên. Lúc đó tôi thấy anh cũng đội nón, mặt đeo khăn trặn, chỉ để lộ ra ánh mắt mà thôi. Xe chạy băng băng. Tôi đi An Giang nhiều nên nắp dưới tấm bạc chẳng biết anh Hùng chạy đường nào. Anh rẽ trái khi xuống dưới núi Tà Bạ, cứ thế mà chạy thẳng rồi hướng về đồi Tức Dập. Khi cách Tức Dập khoảng 4 cây số, anh cho xe rẽ bên trái vào trong con đường rộng khoảng 5 mét, sau đó thì men theo con đường đó sẽ tìm được đến hộ Ô Thum. Tuy đám thần tài bao vây rất trát, nhưng chúng mất dấu chúng tôi, không biết chắc rằng chúng tôi đóng ở đâu, nên dĩ nhiên từ làng chui lén đi xuống đường lớn vẫn được. Anh Hùng dừng xe tại một cái bụi cây ven đồi. Chúng tôi người bẻ cây, người che phủ, giấu chiếc xe ba gác đi. Ban đầu tôi nghĩ rằng Cô Tô cũng nhỏ thôi, nhưng chiều hôm đó đứng từ phía tây nhìn lên núi, tôi thấy nó sao hùng vĩ quá. Chẳng trách sao mộ A Ca Thiết và Trần Gia đều nằm ở đây, vậy mà không ai hay biết. Như kế hoạch, chúng tôi chia làm hai nhóm. Anh Thông với A Ca Vũ rẽ bên tay trái, men theo lòng hồ Ô Thum leo đá lên. Tôi, anh Hùng và bé Phi đi theo ven tay phải hồ, nấp sau mấy cái bụi cây khô, tiến đến công trường khai thác đá. Hồ Ô Thum nổi tiếng là gà đốt. Khi chen chúc giữa những bụi cây cao ngút ngàn, tôi nghe mùi thơm bay tới mà nước dãi chảy ra nuốt vô không kịp. Đưa mắt nhìn ra thử, tôi thấy hàng chục quán mọc lên quanh hồ. Những cái sang trọng có, sập xệ cũng có. Còn có quán có cả tum, nhìn vào bên trong thấy mát rượi. Hồ Ô Thum với cảnh quan như vẽ ra từ trong tranh, mặt nước phẳng lặng, xanh biếc,
giữa lòng hồ đứng sừng sững trong một cây thốt nốt cô đơn như thách thức cả trời đất. Anh Hùng thấy tôi đi mà chẳng chịu nhìn bước chân thì la tôi quá trời. Tôi đành dẹp cái hồ ô thum và mùi thơm của gà đốt lại phía sau, tập trung vào nhiệm vụ. Để đến được mé của công trường khai thác đá, chúng tôi không thể đi đường lớn. Thứ nhất là dễ bị phát hiện, thứ hai là sẽ gặp ngay cổng của tổ bảo vệ. Chúng tôi đành ngậm ngùi đóng vai kẻ gian, lẻn vào cái láng của thợ đục đá. Nơi đây đậu mấy chiếc Kamaz, loại xe tải chở đá chuyên dụng. Phía trước thùng xe có một phần nhô ra như cái nón kết, đó là điểm kết nối với hệ thống thủy lực bên dưới. Nó có thể nâng cái thùng xe lên một góc khoảng 50 độ. Tôi nhìn đám xe này chắc đã cũ lắm rồi, bụi bám đến mờ cả biển số đi. Chúng tôi nấp sau các tảng đá cũng khá đơn giản. Anh Hùng vừa đi vừa nhớ lại những cột mốc trên sa bàn. Lâu lâu anh đứng lại nghía đường rồi dẫn chúng tôi tiến về sườn núi phía tây nam. Nơi đó tôi thấy có một mảng đá trắng lộ ra bên ngoài. Mảng đá này rất gợi hình, làm tôi nhớ tới vách ma dấu ngày xưa. Cả núi Cô Tô đang đứng sừng sững, tựa như bị một cái xẻng khổng lồ từ tay của ông trời sắn xuống một nhát gọn gàng, làm lộ ra một mảng đá trắng hình vòng cung lõm vô. Vách đá lộ ra dưới ánh nắng chiều trông đáng yêu như một miếng tàu hũ nước đường. Tôi che trắng, hướng mắt về phía góc vách đá. Ngộ thay, nơi treo leo sơn cùng thủy tận đó lại có một cây lạ mọc sừng sững đơn độc, thẳng đuột như chỉ lên ông trời mà khóc than giùm trái núi kia. Chúng tôi đi men theo những chồng đá to cỡ cái thùng phi, xong rồi lại đi theo những con đường dích chắc dành cho xe ben, xe Kamaz lên lấy đá. Đi được một lát đã tới được chân vách núi. Độ cao so với chân núi độ chừng 100 thước. Đá ở đây chồng lên nhau, mỗi tảng to chừng một chiếc xe buýt, tạo hình như quả trứng, nhỏ ở hai đầu, phình ra ở giữa. Anh Hùng bảo cả bọn leo lên. Việc đu bám khá là khó khăn, mặt đá lại trơn, trợt chân một cái là má nhìn không ra. Xen lẫn những tảng đá này, tôi thấy còn có những cái bụi cây nhỏ, trông rất giống như chanh rừng. Nhưng thời gian đâu mà bẻ ăn thử chứ. Chật vật mãi, len lỏi giữa những tảng đá và những bụi cây khô đầy gai nhọn, chúng tôi bưng mặt lầm lũi, người này nối gót người kia leo lên trên. Đến 8 giờ tối mà chỉ leo được phân nửa đoạn đường thôi. Tôi thở ra hồng hộc, nhìn lên trên thấy không gì khác ngoài đá và cây rừng. Độ đa dạng của thực vật giờ đây đã dày đặc lên nhiều. Có thể thấy cả tre, lộ ô và một số loại cây lạ khác mà tôi không biết tên. Lá cỡ lá bưởi có, lá giống lá mít cũng có. Lại có thứ lá kỳ lạ như bàn tay cụt đi hai ngón đang xòe ra. Hơi lạnh lúc này tỏa ra khắp nơi, dưới chân càng lúc càng khó đi. Tôi còn như vậy, anh Hùng là người mở đường, không biết tình hình ra sao nữa. Chỉ thấy anh đang thở ra rất khó nhọc. Đi được đến 3/4 vách núi, trước mặt tôi bỗng nhiên xuất hiện mấy cái mã đá nham nhở nằm khuất sau những rặng cây, lay động qua lại như đang bước đi. Vừa nhìn vào đám mã, tôi liền thấy ớn lạnh. Cánh tay vô thức đưa lên kéo cái cổ áo, cố nuốt nước bọt. Anh Hùng thấy tôi như vậy, anh mới giục tôi đi. Anh nói: "Đó là người ta trộm gạch mã, mà đừng để làm gì." "Hơ, gạch mã mà cũng trộm sao anh?" "Ừ, ngày xưa mã thường ướp bằng loại gạch quý, có cả gạch âm dương. Mùa mưa thì ấm, mùa nắng thì mát nữa. Về sau những người đi rừng thấy mã quang thì gỡ gạch đó đem đi bán lại. Cái loại gạch này hấp thu âm khí của mộ chủ, lại thêm khí của trời đất, đem đi trấn yểm rất là tốt đó." Tôi nổi da gà, đúng là phường trộm cắp không bỏ lại thứ gì, miễn có giá là vơ sạch hết. Đi trong rừng đêm kiểu này, gặp mồ mã đúng là cảm giác khó tả. Mồ bị chôn sâu trong rừng, nhưng tôi cứ tưởng tượng chúng đang cố tình ẩn nấp, chực chờ nhảy ra mà hốt trọn cả bọn thôi. Tôi thở thêm vài cái thì hơi lạnh xộc vào đột ngột, cơ thể nhũn ra như vừa chạy bứt tóc. Nhìn sang bé Vi, tôi thấy em ấy cũng đang cắn răng mà leo. Tôi kêu anh Hùng: "Anh ơi, nghỉ chút được không? Em mỏi chân quá. Bé Vi nó cũng mệt rồi nè." Vi đứng lại, thở hai cái thì liếm môi một cái vì thiếu nước. Anh Hùng nhìn chúng tôi, cười rồi nói: "Cũng được, nghỉ chân 10 phút đi. Mà hai đứa ráng leo lên đây nè, trên đây cảnh đẹp." Anh Hùng đứng trên tôi một tảng đá, trên Vi hai tảng. Tôi đưa tay kéo Vi lên
rồi cùng leo tới chỗ của anh. Trên này gió thổi hăng hơn bên dưới, tấm áo khoác của anh Hùng bay lên phần phật, nghe khá là vui tai. Tôi nhìn về phía mé ao u thum lúc nãy, đèn đường giờ đã sáng trưng, nhưng đèn xe thì lác đác vài chiếc. Đứng trên đây thì thấy đẹp, chứ ở dưới chắc ảm đạm lắm. Con đường dẫn về thị trấn như một sợi dây đèn led thẳng đuột, lấp lánh ánh vàng của đèn đường và hàng quán hai bên, nổi bật hẳn giữa khung cảnh chìm vào trong tối đen của ruộng đồng xung quanh. Phố đêm vắng vẻ buồn tênh, đúng là tĩnh lẻ mà. Tôi phát hiện ra số nước dự trữ của mình sắp hết rồi. Thế nhưng khi nhìn qua thì thấy hai người bọn họ có vẻ mệt, tôi không dám xin. Nghỉ được 10 phút, chúng tôi lại tiếp tục leo. Nửa tiếng sau thì tôi cũng uống cạn số nước còn lại. Nhìn lên đằng trước vẫn là vách đá treo leo, tôi thở ra từng tiếng ngao ngán. Tôi nghĩ mình sắp đến hạn mất rồi. Anh Hùng lúc này bỗng dưng đứng lại, nhìn đường. Lát sau anh dẫn chúng tôi vòng qua một mé đá vắt vẻo trên sườn núi. Mé đá này như một cái vách tự nhiên, đột ngột chắn ngang đường đi, cao đến tầm 6 thước. Cái lối đi duy nhất là vòng dưới chân của vách tường lấm tấm treo đen. Lúc nãy thấy Vi chốt đoàn, tôi không an tâm nên kêu Vi đi kế bên anh Hùng. Hai người bọn họ tay ôm vào vách, bước đi hết sức cẩn trọng. Tôi nhìn về phía họ, chẳng hiểu sao đầu óc bỗng dưng quay mồng mồng, chóng mặt dữ dội. Tôi đứng lại nghĩ thì bị tuột lại phía sau. Anh Hùng và bé Vi đang bám vào vách, không thể quay đầu lại được, nên cũng chẳng nhìn thấy tôi bị tuột đoạn. Vừa định mở miệng ra kêu, đột nhiên tôi bị hụt chân, ngã xuống cái vách đá sau lưng. Cơ thể đang buồn nôn vì kiệt sức, tôi chóng mặt tới độ cảnh vật phía trước hiện lên như thể tôi đang nhìn vào trong cái đáy chai bia. Cây cối bị bẻ cong, ngoằn ngoèo ủ dột. Tôi hụt chân đã là khổ một, chới với cơ thể mệt lả là khổ hai. Nhưng rơi xuống vực kiểu này chắc là khổ vô tận. Đang cái lúc không được phát thiên hổ, tôi leo lên kiểu gì đây? Cũng may nơi mà tôi rơi xuống là một bụi tre già, cành lá dày đặc đỡ cho tôi phần nào. Tôi cố vặn người để vai tiếp đất trước. Ngày trước tôi học võ, thầy có dạy là khi ngã để vai tiếp đất rồi lăn người theo chiều ngã sẽ giảm được lực va đập, tránh bị thương nặng. Rớp lên một cái, tôi đập xuống một tán cây thấp cách đất tầm 2 thước, rồi lại huỵch do đập xuống một thân cây khá mục. Nhờ vậy mà toàn mạng. Dù vậy nhưng thân thể đau đớn như bị đánh hội đồng vậy. Tôi ngã ra sau do còn trớn, lăn vòng xuống. Tôi cứ thế mà lăn, vốn đã chóng mặt từ trước, cơ thể quay mộng mộng mấy vòng trên đất thì đẩy tôi tới cực hạn. May sao lăn trúng một cái cụm lồ ô mọc chắn ngang đường cản tôi lại, bằng không thì sáng mai chắc đội khai thác đá cũng phải hốt xác tôi rồi cũng nên. Vừa dừng lại tôi ho lấy ho để, tiện thể tống khứ hết phân nửa gói mì hồi chiều trong bao tử ra. Trong lúc trời, cành tre quẹt vào da thịt đau rát. Trên tay tôi toàn là vết trầy. Vết thương không nặng, cũng không chảy máu nhiều. Tôi chỉ sợ trừng khuya toàn âm khí, bị nhiễm trùng thì khổ thêm. Chưa kể mùi máu có thể dẫn dụ biết bao nhiêu loại ma quỷ. Vừa nghĩ tới thôi, đã muốn ù té chạy đi. Tôi lồm cồm ngồi dậy, tối tăm hết cả mặt mày, cố gắng kêu lên, thì chẳng hiểu sao cổ họng khô khốc như bị hóc xương. Lấy hết sức bình sinh cũng không hét lên được thành tiếng. Tôi nghĩ đây là hậu quả của việc thiếu nước lúc nãy, phen này gây rồi. Xung quanh tôi gió núi đang gào thét thê lương như đang làm đám ma cho khu rừng. Tôi càng cố thét lên thì càng cảm thấy bất lực hơn. Anh Hùng và bé Phi đã khuất sau bụi cây, không biết tới chừng nào họ mới phát hiện ra rằng tôi đã ngã xuống khe núi. Không thể đánh liều được, tôi đành móc điện thoại ra gọi cho anh Hùng. Cho tay vào trong túi, tôi chính thức tuyệt vọng. Cái điện thoại cùi bắp đã vỡ ra tan tành thành 4-5 miếng. Tôi cố ghép lại rồi mở nguồn ra, nhưng vô ích. Tôi không gào thét được, điện thoại bị hư, không có đuốc, pháo sáng thì anh Hùng giữ. Ngay cả một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không có. Tôi nhìn lên trời rồi nhìn xung quanh. Núi rừng chìm trong đêm tối, bầu trời bây giờ còn sáng hơn cả mặt đất, vì còn có ánh sao và một chút nhá nhem. Tôi đã biết chuyện trừng khuya rất tối, nhưng không ngờ lại tối cỡ này. Ngay cả giày của mình cũng không thể thấy được. Khỏi phải nói cũng biết, tôi hoang mang tột độ. Thứ cảm giác này tôi chưa từng nếm trải qua. Bị lạc giữa rừng đêm, hết nước, không có ánh sáng, toàn thân đau nhức,
kêu lên dị rác, tôi phải làm sao đây? Rừng đêm âm u, nhìn sang phải thì thấy vài nhành cây đu đưa theo gió, nhìn sang trái thì có cái bóng đen to như căn nhà, xung quanh tựa như quấn đầy bởi xúc tu. Tôi lắc đầu ngoài ngoại, đây là thần hồn nát thần tính, con người vốn sợ bóng tối, nhìn thấy cái gì thì trí tưởng tượng cũng cố gắng tạo ra những hình ảnh ma quái, cốt yếu để tự mình hù mình cho đã đời. Để phụ họa, gió còn thổi qua hàng cây và vô vàng hang đá, tạo ra những âm thanh u u như ma khóc quỷ tru, quái vật nhai xương. Da gà của tôi được dịp nổi ra đầy cơ thể, muốn đi nhưng chân không chịu được. Lúc ấy tôi đổ gục xuống, nằm dựa vào một góc lộ ô. Tôi bắt đầu thở gấp, cơ thể phản ứng với nỗi sợ, thần trí bị rối loạn, cứ thấp thỏm không yên, muốn bỏ chạy cũng không được. Cố nuốt một chút nước bọt vào trong miệng, tôi thấy khát nước dữ dội, cổ họng khô như đất ruộng mùa hạn hán. Tôi chụp tay vào bắp đùi thấy nó đã cứng đơ, bàn chân thì có lẽ đã phòng do ma sát với đế giày. Đôi giày thích vào ngón chân cái, làm cho khóe chân đau nhức dữ dội. Có khi móng chân tôi đã bị thúi rồi, mũ rỉ ra đống đầy bên trong, bốc mùi hăng khó chịu. Tưởng tượng thôi đã không muốn cởi giày ra xem. Nói thật bây giờ mà khóc chắc là thời điểm tốt nhất, vì xung quanh không có ai, tôi cũng đỡ tủi nhục. Ý nghĩ ngồi xuống khóc vừa lóe lên, tôi lại tự cười bản thân, cho rằng chuyện đó mà cũng nghĩ tới được hay sao. Tôi cố nhắm mắt, cố lấy lại bình tĩnh, không để cho cảnh vật xung quanh và tình hình của bản thân ảnh hưởng tới nhiệm vụ chung được. Tôi điều tiết lại hơi thở, nghĩ đến những kỷ niệm vui trong quá khứ với anh Hùng, Tú Linh, Thạch Sinh, anh Thông và bé Vi. Những lần chúng tôi ngồi lại với nhau, trêu chọc nhau, chia nhau điếu thuốc, miếng lương khô. Thật ra những kỷ niệm càng đẹp thì lại càng làm cho tôi thêm phân tâm cho chuyến đi. Nhưng đó mới chính xác là điều tôi muốn. Lúc ấy tôi lại nhớ tới đám rối đờn ca tài tử bên dưới mộ Nạp Linh Quán, miệng vô thức cất lên khúc Dạ Cổ Quài Lang. Từng câu từng chữ làm cho tôi tạm quên đi cái khung cảnh ảm đạm, tình thế hiện tại của bản thân. Ý thức tôi dần trở lại, hơi thở được điều tiết, tôi cảm thấy mình bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi mở mắt ra, sắp xếp lại mọi thứ, xem tôi nên làm cái gì. Chân tôi hiện giờ bị phồng, nhưng đôi giày vẫn còn nguyên vẹn, đó là dấu hiệu tốt. Đi chân đất trong rừng khuya thì không hay chút nào. Tôi cũng không thể ngồi ở đây mà chờ cho tới sáng được. Những biểu hiện của việc mất nước đã ngày một rõ rệt hơn. Tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu. Và ngay vừa nãy thôi, óc phán đoán của tôi đã giảm sút rõ rệt. Tôi suýt bị khu rừng hù cho ù té chạy đi. Tôi thầm trách bản thân vì đã để sự tuyệt vọng chi phối. Nguyên tắc đầu tiên khi đi lạc là không được di chuyển, phải đứng im một chỗ. Tôi biết rõ điều đó. Tuy nhiên lúc này tôi không thể tuân theo nguyên tắc đó được, vì tôi ở lại thì chắc kẹo đêm nay lành ít dữ nhiều rồi. Tôi khá đắn đo, tôi có nên khai thiên hổ hay không? Nếu tôi khai thiên hổ ở đây, có thể sẽ câu được sự chú ý của đám Long Đế và cả Năm Cốc, tạo điều kiện cho hai nhóm còn lại leo lên dễ dàng và nhanh hơn. Nhưng như thế liệu có phải là một phương án tối ưu? Bởi vì khoảng thời gian tôi câu được là quá nhỏ, một thân một mình làm sao tôi đánh lại đám người kia. Tôi biết rõ tính của anh Hùng, anh chắc chắn sẽ quay lại tìm tôi, chỉ là không biết trong bao lâu. Vậy thì nếu tôi phát thiên hổ sẽ làm cho tình hình rối ren hơn mà thôi. Thiên hổ hiện giờ chẳng khác nào chiếc xe phân khối lớn trong nội ô đông nghẹt xe. Mạnh thì mạnh đó, nhưng vô tác dụng. Lựa chọn duy nhất mà tôi có được lúc này là để lại một dấu hiệu gì đó cho anh Hùng và bé Vi, rồi bắt đầu di chuyển, tìm nguồn nước cuốn lấy bản thân trước. Tôi không thể nào để cho mọi người cứ gọi tôi là cọp hay nhóc thiên hổ nữa. Ý chí trong phút chốc được hung đúc lên, tôi đứng phát dậy. Đầu gối kêu đau mấy tiếng, lưng nặng như đeo đá, tai mắt cứ ong ong như đứng cạnh một cái loa công suất lớn. Tôi xé một mảnh vải rồi cột lên một cái cây gần đó, một đầu vải quấn vào nhánh cây, chỉ theo cái hướng tôi sắp đi. Nếu như anh Hùng nhìn thấy, nhất định anh sẽ hiểu được ám hiệu này. Để đảm bảo, tôi còn hốt thêm một đám lá, chất lên thành một đụn nhỏ
để thu hút sự chú ý của hai người bọn họ. Tôi vươn vai, hít thở mấy cái, xốc lại ba lô, cởi áo khoác quấn ngang hông, thầm nhủ không thể để mất mặt đối với những vị trưởng bối của Lục Lâm, nhất là đối với ông nội tôi. Trừng khuya tối nhưng mắt tôi cũng đã dần quen. Mặt đất hai ba thước phía trước có thể thấy được mờ mờ. Tôi cứ men theo đó mà bước đi thật chậm. Đi được khoảng 10 phút, tôi bỗng nghe thấy tiếng động sột soạt như ai đó đang rẽ cây. Tôi nhủ thầm, giờ này còn ai đi lên đây? Bà mẹ nó, lần này mà gặp miểu, chắc tôi chỉ biết quỳ lại nó thôi. Tôi rút dao xá lợi ra, thủ ngang trước mặt, rồi rẽ lá rừng ra xem rốt cuộc là thứ gì cào lá cây sột soạt như thế. Lúc ấy tôi thấy bóng dáng một người đang lù lù đi tới. Dáng này ốm, cao khoảng 1m7, nhìn rất quen thuộc. Tôi lập tức treo lên: "Anh Hùng!" Người này nghe tôi kêu thì quay lại. Lúc đó tôi mới phát hiện ra mình quá hấp tấp. Anh Hùng làm sao tới đây nhanh như vậy? Vả lại baby đâu? Tôi toan bỏ chạy đi. Ai ngờ người kia thắp lên một cây đèn bão sâu về phía tôi. Tôi thấy rõ khuôn mặt của người đó là ông lão. Râu tóc ông ta đã bạc như đầu sóng. Ông ta vận bộ áo bà ba nâu. Hình như ông lão cũng giật mình khi thấy tôi, khuôn mặt có chút hoảng loạn. Ông ta quay lưng bỏ đi. Tôi thấy là người chứ không phải là miểu thì liền trượt theo, chân cảm giác như không còn đau nữa. Sình trên núi cứ ẩm ẩm, bước chân cũng có phần mỏi mệt. Ánh đèn bão của ông lão cứ lắc lư qua lại, soi rõ chán người khom lưng bước đi mà như chạy. Tôi trượt theo khoảng 5 phút thì bóng ông lão quất dần. Cái đèn bão cũng dần nhỏ như con đom đóm, lát sau thì không còn thấy được nữa. Tôi đứng lại thở ra hồng hộc, đưa mắt nhìn quanh. Tôi phát hiện ra mình đang đứng trước một gian nhà. Gian nhà này khá nhỏ, rộng khoảng 10m², không có vách. Sàn nhà lót gạch bông bằng phẳng, trên đó có trải một cái chiếu. Tôi thấy lạ, nhìn qua thì thấy ông lão đã chính thức biến mất. Tôi liền bước tới căn nhà xem thử, định hỏi chủ nhà xin ít nước. Bước được hai bước thì bóng đèn cà na được thắp lên. Tôi nghĩ chủ nhà thấy có người đến cho nên mở đèn. Thế nhưng tôi gọi khản cổ mà không thấy ai bước ra cả. Chỉ có cái đèn cà na lắc lư qua lại trong gió, sôi lên cái chiếu hoa đang trải bên dưới. Tới gần hơn mới thấy rõ căn nhà. Bên trên lợp mái tôn đã cũ, lốm đốm nhiều chỗ rỉ sét. Cột nhà mối ăn gần hết, duy chỉ có sàn nhà là còn rất mới, tựa như được lau chùi thường xuyên. Chạy được tới đây tôi lại thấm mệt, ngồi phịch xuống. Thấy cái chiếu thì chỉ muốn ngã lưng ra ngủ một giấc thôi. Nghĩ thế tôi lết lên, vừa định nằm xuống thì mới phát hiện ra ngoài cái chiếu còn có thêm hai cái khác nữa. Chúng được trải ra ngay ngắn. Đầu chiếu có dằn một cục đá trông như đá ông địa. Trên chiếu đặt lư hương, bên trong cắm đầy chân nhang. Và hơn hết, cạnh lư hương có để ba chung nước. Tôi sợ quá giật thoát cả mình, thân người vừa định ngã xuống thì vội bật dậy. Chiếu trải giữa rừng mà bên trên còn có lư hương, chỉ sợ đây không phải là nơi của người sống. Lúc bấy giờ mắt tôi mới quen dần với ánh sáng đỏ như màu máu của bóng đèn cà na. Nhìn lại con đường lúc nãy, tôi mới tá quả phát hiện ra chỉ có dấu chân của tôi in lên sình. Dấu chân của ông lão kia đâu? Lúc đuổi theo ông lão, tôi đi ngay con đường mà ông ta đi mà. Đâu thể nào có cái chuyện vô lý như vậy được. Hơn nữa ông lão đi khom lưng, tại sao tôi lại thấy ông ta cao tới 1m7? Trừ khi ông ta không đi mà bay. Tôi trùng cảm mình khi nghĩ tới đó, lắc lắc đầu cố trấn tĩnh lại. Không thể bị mấy suy nghĩ này chi phối được. Tôi cắn răng. Ba cái chiếu có đặt lư hương này không bình thường một chút nào. Tôi đành bước đến chiếc chiếu chính giữa, lại ba cái xong tôi vái: "Ông có linh thiêng á, con chỉ xin ngồi nghỉ nhờ một chút thôi. Sau này con không bao giờ quên ơn. Có dịp quay lại, nhất định con sẽ đem theo nhang và bánh trái đi cúng cho ông." Vái xong tôi mới yên tâm được phần nào. Tôi cảm thấy nơi đây tuy là nhà của người âm nhưng cũng không lạnh lắm. Tôi liền đặt ba lô xuống, nằm kế cái chiếu chứ không nằm lên trên. Sàn gạch bông này không biết làm từ chất liệu gì, bên ngoài trời gió hù hù.
Nãy giờ tôi chạy đi thấy rất lạnh, nhưng khi vừa nằm xuống sàn gạch thì cơ thể ấm lên, tưởng tượng như đang nằm cạnh một đống lửa vậy. Mà nói thật, nãy giờ nằm nhưng mắt không rời khỏi ba cái chung nước kia. Chung nước cao khoảng nửa gang tay, bên trong rót đầy ấp nước mát lạnh. Cơ thể đang khát nước mà thấy cảnh này thì miệng lại tiết ra nước biếng đầy thèm thuồng. Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Nhà này tôi biết thừa là nhà mộ, nước kia là nước cúng, uống vào lành ít dữ nhiều. Thế nhưng tôi có nhớ những lần đám dỗ với nội, mỗi lần cúng xong nhang cháy hết đi thì người trong nhà có quyền ăn hoặc là uống mấy cái món đồ đem cúng. Như vậy là tôn trọng chứ đâu có thất lễ đâu. Nghĩ thế tôi đành liệu, nếu chọc giận người nằm bên dưới thì bất quá bỏ chạy thôi. Chạy còn có đường để thoát, chứ khát nước kiểu này tôi chết chắc rồi. Tôi lại quỳ xuống khấn vái vài tiếng, rồi kính cẩn lấy một chung nước, ực một hơi hết sạch, cà lên đầy sảng khoái. Chung nước này chắc là chung nước ngon nhất mà tôi từng uống trong đời. Thấy hai mảnh chiếu kia vẫn còn hai chung nước, tôi liền lấy chai nước của mình ra, đổ nước từ hai cái chung đó vào để dự trữ. Thế vậy mà cũng gần đầy chai. Với nhiều đầy nước, nếu uống tiết kiệm thì tôi có thể sống sót cho tới khi gặp lại anh Hùng. Đặt ba chung nước về vị trí cũ, tôi chợt thấy chỗ bụi cây phía sau căn nhà lay động. Sau đó là một khuôn mặt trắng bệch đang đu đưa qua lại. Tôi giật hết cả mình, sau óc như đổ nước đá, sống lưng lạnh toát. Tôi toan đứng lên bỏ chạy vì sợ gặp miểu. Thế nhưng khi lồm cồm bò dậy, tôi mới phát hiện ra mình nhầm. Thì ra khuôn mặt đó chỉ là một cái lá môn trừng bị gió thổi đung đưa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay người nằm xuống thì thấy hai con chó đang đứng nhìn tôi chăm chăm. Một con đen với vẻ mặt bẽn lẽn, một con trắng đuôi đang ngoe ngoẩy. Chó ma sao? Có lẽ không phải vậy, tôi nghĩ đây là chó hoang trong rừng thôi. Tôi chặt lưỡi kêu chúng thử. Con chó trắng có vẻ khá thân thiện, nghe tôi kêu thì cúp cả tai lại, vẫy đuôi hăng hơn rồi đi về phía tôi. Tôi đưa tay ra cho nó ngửi, nó thấy không có mùi nguy hiểm thì liếm tay tôi. Tôi được dịp thì nựng cổ nó. Con chó trắng này rất là dễ thương. Tôi nựng được một hồi thì nó cứ quấn quýt lấy tôi, còn leo lên nằm cạnh tôi nữa. Con chó đen thì ngược lại, nó không chui vào nhà mà nằm bên ngoài. Mắt nó mở thu lu nhìn về phía tôi và con chó trắng. Tôi vậy không hề sủa, chỉ là nó không thân thiện như con trắng mà thôi. Tôi nhìn kỹ lại, con chó đen này chắc là chó già, lông đã có vài chỗ xù lên, rụng ra. Con chó trắng thì có vẻ trẻ hơn, chắc vì độ tuổi cho nên tính cách hai con hoàn toàn khác nhau cũng không chừng. Giống như con người vậy, người trẻ thì còn hăng, thích tiếp xúc, thích làm quen, thích kết giao. Đến già rồi chỉ muốn nằm một chỗ nhìn đám trẻ con, nhìn sự đời, nở một nụ cười rất nhẹ cho qua ngày mà thôi. Tôi quyết định gọi con chó trắng là Mận, tại vì màu lông của nó làm tôi thèm mận. Còn con chó đen tôi gọi là Mực. Không, tên đó nghe thường quá. À tôi biết rồi, tôi sẽ gọi con đen là Đen. À, không được, như vậy còn thường hơn nữa. Đang lo đặt tên cho con đen thì tôi nghe thấy tiếng bước chân kèm theo tiếng cành cây gãy vụn. Có người đang đến chứ không sai vào đâu được. Hình như người này không biết tôi đang ở đây. Biết thế, tôi liền nấp vào phía sau căn nhà. Con Mận thấy tôi phóng xuống cũng chạy theo. Nhìn lên thì thấy con đen đã biến đi đâu mất rồi. Tôi rút dao tẩm tro xá lợi, cầm chặt, cố gắng giữ im lặng, nín thở để quan sát xem rốt cuộc là địch hay ta. Quả nhiên, lát sau có người rẽ rừng bước đến. Ông ta mặc đồ bà ba, búi tóc để râu, tay đeo chuỗi hạt, đặc điểm chung của những người tu đạo trong vùng bãi núi. Dựa tới trước nhà, ông ta liền móc ra một bó nhang. Tôi vẫn kiên nhẫn quan sát. Ông ta vẫn chưa biết tôi ở đây. Tôi nghĩ chắc là người leo núi đêm thôi. Ông ta lấy nhang ra đốt lên ba cây, đứng vái lại gì đó rồi cắm vào trong ba lư hương, bước đi rất thận trọng để tránh không đạp lên ba cái chiếu hoa kia. Đúng lúc này, suối quẩy như thế nào mà tôi lại bị mũi trừng cắn đau nhói. Mũi trừng mà chích một cái con bò còn kêu. Tôi cắn răng chịu đựng. Thế nhưng chân lùi về phía sau thì đạp lên một đám lá khô. Người đàn ông giật mình nhìn về phía tôi rồi la lên: Ai đó?
Tôi thấy bị phát hiện cũng đứng dậy, tay vẫn lăm le cây dao. Ông Lại. Đúng lúc này, con Đen xuất hiện bên cạnh tôi. Nó cùng với con Mận nhìn người đàn ông rồi gừ gừ lên mấy cái. Tôi thấy chúng sợ thì đứng che chắn phía trước. Người đàn ông thấy tôi có dao thì đưa tay ra, ra dấu kêu tôi bình tĩnh. Ông ta nói: cậu thanh niên à, đêm khuya xuất hiện trên núi còn đem theo dao đi rừng, chắc là dân phượt bị lạc hả? Tôi giật mình, bộ trên đây có nhiều dân phượt lắm hay sao mà ông ta hỏi như thế. Tôi thấy lấy cái chức danh đó ra che đậy cho thân phận của mình cũng tốt. Ông ta không biết dao này có tẩm xá lợi, chắc không phải là lục lâm. Tôi vắt dao vào hông rồi nói: dạ đúng rồi ông ơi, con bị lạc. Nãy nghe tiếng chân tưởng đâu gặp ma nên con mới trốn. Đúng lúc này con Đen sủa lên oang oang. Con Mận thấy vậy cũng phụ họa theo. Lũ chó mà, chỉ sợ thiên hạ không loạn, một con sủa thì cả bầy sủa theo. Thoáng cái khắp bốn bề Cô Tô đã vang dậy tiếng chó sủa. Tôi với người đàn ông phải đợi chừng một phút thì chúng mới ngừng sủa. Phần vì tôi ngồi xuống nựng con Mận, kêu nó bình tĩnh. Thế vậy, người đàn ông mới giới thiệu. Ông ta là khách hành hương trên đỉnh cấp 1. Gần đây có một cái động núi, nhà mồ này là của mấy người tu trong động đó xây lên. Ông ta thật ra định đi đốt nhang chiều, nhưng do đau lưng, nhưng giờ này mới cuốc bộ được tới đây. Thấy ông ta cũng thành thật, tôi mới bước tới hỏi: ủa, ông tên gì? Tao tên Hậu, nhà thứ 10, nên gọi là Mười Hậu là được. Còn chú? Tôi thấy tốt nhất không nên khai tên thật ra, bèn lấy tên giặc đồ của mình ra khai. Dạ, con tên Long. Tên giặc đồ là cái tên mà tôi xài mỗi lần đem đồ ra tiệm giặt ủi thời tôi còn là sinh viên. Nhớ lúc đó cả một con hẻm, kể cả mấy bà bán tạp hóa, bà bán bún riêu hay chủ tiệm nét đều kêu tôi là Long, kiểu như một biệt danh. Cũng giống như mọi người sau này toàn kêu tôi là Cộp vậy đó. Mười Hậu gật gù, sau đó chỉ vào mấy con chó rồi nói: chú Long nên tránh xa chúng nó ra, nó ở nhà mồ nên không phải là thứ sạch sẽ, coi chừng bị nhiễm bệnh đó. Tôi nhìn sang con Mận và con Đen, ý ông ta đang ám chỉ chúng là chó ma giữ mộ hay sao. Dù lý, nãy giờ tôi nựng và chơi đùa với con Mận thì thấy cơ thể của nó phát ra hơi ấm, không thể nào là chó ma được. Tôi cười xòa cho rằng không sao. Mười Hậu thấy vậy thì cũng không thèm nói nữa. Lúc này ông ta mới lấy ra ba cây nhang, kêu tôi lỡ tới đây rồi thì thắp hương cho mấy người kia luôn đi, có thờ có thiên, có kiên có lành mà. Tôi thấy không thể từ chối được, cũng ầm ờ làm theo. Lạ ở một chỗ, lúc tôi thắp nhang, con Mận và con Đen lại sủa lên dữ dội, vừa sủa vừa gừ gừ nghe rất đáng sợ. Mười Hậu thấy đám chó làm dữ quá thì đứng nép về phía tôi nói: trên núi này lạnh lắm, với lại người ta đi qua đi lại rất nhiều, hay chú Long về động đá ngủ một đêm đi, trong động đó có đủ mùng mền chiếu gối, mai đi đâu thì đi. Tôi ngẫm lại, bây giờ cũng hơi mệt, với lại đang thiếu nước, hay là tấp ngang xin tá túc với hóa duyên một chút cũng không chết tận tay nào. Nhưng tôi cũng không được nghỉ lâu quá, còn phải hội quân nữa. Tôi bèn nói: chú Mười cho con nằm nghỉ ngơi một chút, lấy lại sức rồi con leo lên đỉnh cấp 1, không thì bạn con nó lo. Mười Hậu lấy tay nải rồi lững thững đi trước. Tùy chú thôi. Tôi lấy ba lô đi theo Mười Hậu. Chẳng hiểu sao lúc này con Mận lại cắn ống quần của tôi kéo lại. Con Đen thì cúi đầu nhìn theo Mười Hậu, gừ lên rất đáng sợ. Tôi nhìn kỹ hơn, không hiểu sao trong ánh mắt con Mận và con Đen y chang như cái mắt người. Trong thoáng chốc có cả tròng trắng và đen. Con Mận vừa kéo quần vừa nhìn tôi trân trân như xoáy tận tâm can. Mười Hậu vừa đi vừa kể chuyện cho tôi nghe. Trước kia ông ta làm nghề tài xế xe tải, cũng leo gần hết núi Cô Tô, băng qua những con đường khai thác đá trên con xe Camaz của mình, chở đá cho một công ty xi măng trên Sài Gòn. Tôi hỏi công ty tên gì thì Mười Hậu không trả lời, dường như ông ta có ác cảm gì đó. Bởi vì sau khi ông bị tai nạn ở cổ tay, không lái xe được nữa, họ đuổi cổ ông ngay lập tức. Sau khi về nhà, Mười Hậu làm nghề gì cũng gặp tai nạn, không gãy tay
cũng sức đầu mẻ trắng, nói chung vận xui cứ theo đuổi không buông. Cho là bị ma quỷ ám đi, Mười Hậu mới tìm hỏi xung quanh xem có chỗ nào giải nạn được hay không. Có một bà trong xóm giới thiệu lên động này tu. Quả nhiên sau một thời gian, Mười Hậu không còn gặp xui xẻo trong công việc nữa. Hiện giờ ông ta đang làm thuê cho một người chủ vựa lúa, công việc lái máy gặt đập liên hợp. Mười Hậu sau đó quyết sẽ quay lại động tu này thường xuyên. Mỗi khi rảnh rỗi, ông ta đều lên đây. Một năm có khi tháng nào cũng đi. Tôi nghe tới đó thì hỏi Mười Hậu tu theo đạo gì. Ông ta cười lên sằng sặc, theo kiểu cười hào sảng của dân miền Tây, rồi nói: "Chỉ là tu thờ tự nhiên thôi chú. Chư thần, các vị chúa sứ ở vùng bãi núi rất là thiêng. Lát chú lòng cũng nên thắp nhang cầu nguyện đi. Cầu cái gì được đó. Chú nhiều tuổi rồi, vợ con gì chưa?" "Dạ năm nay con 26, chưa có vợ chú à." "26 rồi mà chưa có vợ, ngộ à nghe. Tráng cưới cô nào đó cho cha mẹ được nhờ. Chắc ông bà cũng thèm cháu nội dữ lắm rồi đó. Lát nữa chú cứ cầu một tấm vợ đi, thần Phật nghe được họ chứng cho." Tôi chỉ dạ thưa cho qua. Mấy chuyện người lớn hội tuổi rồi hỏi sao chưa chịu lấy vợ, tôi nghe mòn cả lỗ tai. Lần nào về quê ăn Tết hoặc nhà có đám giỗ quả gì đó là bà con lại bu vô hỏi chừng nào lấy vợ. Có khi tôi chỉ muốn dán cái tấm bảng ghi là con năm nay 26, chắc 2-3 năm nữa mới lấy vợ, rồi treo trước ngực. Chứ một ngày nghe hỏi gần 30 lần cũng nản lắm chứ bộ. Mà nghe ông Mười Hậu này nói chuyện cũng đủ hiểu ông ta tu theo kiểu gì. Đó là mấy người nhẹ dạ cả tin, sống dựa vào thần Phật chứ không tự phấn đấu. Dạng người này mỗi khi có lễ hội gì đó lại kéo nhau đi núi, đi chùa, đi An Giang, có chút xíu nên kẹt xe cứ ngắt. Tôi nhớ lại thời sinh viên, tôi và đám bạn cũng có ghé Cô Tô một lần. Tất nhiên lúc đó tôi không phải là lục lâm, chỉ là đi du lịch khám phá bình thường thôi. Đường núi xây rộng khoảng 2 người đi, có dốc nghiêng đến độ khoảng 60 độ. Con 6-7 của tôi dĩ nhiên chịu thua, quốc bộ thì không nổi. Chúng tôi đành đi xe du lịch lên núi. Lần đó tôi nhớ cả đám quyết định lên đỉnh Vồ Hội Lớn. Nơi đó có tảng đá rất to nhô ra, đứng bên trên có thể thấy cảnh bao quát An Giang. Chuyến xe du lịch lần đó là thứ làm cho tôi nhớ mãi không quên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Thiên Sáo Mộ Ngải Cô Tô, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tập 7 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.